Cứ mỗi dịp thu về thì người Mỹ lại háo hức chào đón một cái mùa lễ hội Halloween cũng như lễ hội thu hoạch truyền thống của cái những trái bí đỏ khổng lồ. Ở những cái hội chợ triển lãm bí đỏ hàng năm, các chủ nhân của những trái bí đỏ khổng lồ đang trưng bày cái sản phẩm của họ và chờ được cân ký, xếp hạng và trao giải thưởng. Những trái bí đỏ khổng lồ này có thể cân nặng từ 400 cho tới 500 kg, được trồng từ 5 tới 6 tháng bằng những cái hạt giống được mua từ những trái bí đỏ khổng lồ khác. Những hạt giống bí đỏ khổng lồ này có giá từ $10 cho tới vài trăm đô la một hạt, tùy theo cái giống và cái cân nặng của cái trái bí đỏ. Sau khi gieo trồng hạt giống bí đỏ khổng lồ thì người ta chỉ giữ một cái bông hoa duy nhất, tốt nhất để có thể cho ra cái trái có thể nặng nhất, và chăm sóc cái trái đó trong vòng 5 tới 6 tháng tới. Người ta chuẩn bị cái nền cát ở phía dưới trái bí để giữ trái bí luôn được khô ráo, có hai cái quạt điện để luôn luôn thổi cho trái bí được khô, và có tấm bạc ở bên trên để che nắng che mưa cho trái bí. Bí quyết là làm sao giữ cho cái cuống của trái bí được hấp thụ nhiều nước và dinh dưỡng để cho trái bí tăng trưởng một cách nhanh chóng về sức độ lớn cũng như là sức nặng. Trái bí đỏ khổng lồ giữ chức vô địch hiện nay là do một người nông dân người Đức trồng với cái trọng lượng là khoảng 1.050 kg. Những hạt giống từ trái bí đỏ của người nông dân Đức này được rao bán ở trên eBay với giá từ 300 cho tới $450 một hạt. Đây là trái bí đỏ đoạt giải nhất ngày hôm nay, thắng được $5.000 Mỹ.